I'm George. I'm Quan. Quan. Yeah. Okay. So here we go. Ticket 3. Ticket to Zui or Kelvin or Eugene. Okay. I have two media in my car. Is that supposed to happen? I thought we are only getting one, right? We have three exercises. Oh. Yeah. The first exercise, slalom. It's just to show you agility. In the car. How easy it is, even though the car's big, how easy it is to turn the car. Yeah. Right? The second one is more dynamic driving. It's a bigger track. To feel the handling. Yeah. And the third one is acceleration and then hard braking. So you feel the power, then you feel how well the car brakes. Yeah. Okay? Yeah. So here we go. This one's maybe about 30, 35 is okay. Just easy. Always keep your hand in the 9 o'clock, 3 o'clock position. Then we come to a full stop here. If there's still another car going around, we have to wait for him to get here before he stops, and then we're able to go. The course is just made of gates, and we go through the gates, right? So these two sticks, we enter this one, and we look for the next one is here, then the next one is here, go straight, and then right, left, straight. Now here, we just slow down, and we're gonna go to the right side to make the roundabout U-turn here. And we go through the gate. Then again, same track. Two, straight. Here's where we do the acceleration. Em dìm chân xuống nhá, không là full. Đoạn này tăng tốc không đảm phanh, cẩn thận. Giữ chặt. Full. Dìm chân xuống rồi. Okay. And to 80. Back, back off and. Full brake. Okay. Yeah. Must be strong like this, huh? Yeah. Yeah. Okay. And then when finished, just take the right lane because car's going here, so more safety here. Let's go slowly. Wow. Okay guys, I let these two other cars go first, right? Còn là kín này thì thu ông máy ảnh thôi được không anh? Anh nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng đấy. Đến lúc ví dụ phanh các thứ thì ok. Your turn. Và giờ mình sẽ trải nghiệm bài test xe của mẫu SA2.0. À, mẫu A2.0. Toàn nhầm hai mẫu xe này. Và bài đầu tiên mình đang đợi đó chính là bài slalom, để xem cái cảm giác đánh lái và sự ổn định thân xe nó có tốt hay không. Slow down, slow. Hands on the wheel. See, very difficult if you're moving your hands. Stop here. Ổn định rất tốt. Ừ, hình như mình đi hơi quá tay. So, hands always. And then full turn. And then full turn. Yeah, okay. Yeah. Stay like that. Yeah. Okay. Can go. À, chân ga rất là nhạy với là động cơ rất là khỏe, khiến cho mình vẫn chưa thể nào cảm giác được chân ga nó hoàn toàn đúng.
then dưới đấy, xong quay đầu. Ready? Còn cái bài cuối cùng, bài tăng tốc. Alright, go. Yeah. Good one. Okay. Straight. Stop, because car must go first. We'll go back there. Đi mấy lần đấy anh nhỉ? Được mỗi người được 2 lần. Chúng ta sẽ đi lần thứ 2. Cảm giác đặng. Cars, can you move forward a bit so we can fit in here? Về cái cảm giác lái, ngon, tuyệt vời. Sự ổn định thân xe rất là tốt khi mà mình lái với vận tốc rất là cao, đánh lái liên tục. Nhưng mẫu xe hoàn toàn làm chủ được mình và không bị cảm giác bị tròng trành một tí nào cả. Nói chung về hệ thống cân bằng điện tử hay là và cái thân xe nó cũng rất là vững chắc, khiến cho việc trải nghiệm lái của mình rất là tốt. Mình sẽ thử nghiệm chiếc SA 2.0. Lúc nãy là mình trải nghiệm xe trước này, chiếc A 2.0. Và bây giờ sẽ trải nghiệm luôn chiếc mẫu xe này. Vì đây là một mẫu xe cao nên không biết là liệu cái khả năng ổn định thân xe nó có tốt hơn so với mẫu sedan hay không. Các bạn sẽ cùng chờ nhé. Ok, we can go. So you can start to the right or left, it doesn't matter. Don't turn too much. Yeah, 3 and 9 o'clock. Yeah, don't turn too much. Okay. Alright, let's go up to the start and then we stopped. Come to a stop. Okay, you ready? Okay, let's go. Go slightly to the left, yeah. A little bit faster, no problem here. Yeah, through this gate, through, straight, straight. Yeah, that's good. Okay, now sharp right, right and left. Good. Yeah, feel how stable the car is. Straight, now to the right, straight line to the right. Yeah, to the right, to the right. Good. Okay, slow down. U-turn. Make a U-turn slowly. Not so fast. Not so fast. Slow, 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 slow. Yeah. Em vòng nhanh quá. Lúc nãy em đánh lái sâu quá. Okay, cua let's go. Straight. Okay. Left, right. Yeah. All right, good. Okay, now accelerate a little bit. Let's pick up straight, 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 straight. Yeah, straight. Okay, left and right. Okay, and left. Go in a straight line, good. Okay, and then a sharp right to the right, good. All right, now come to a stop. This is where we do the acceleration, okay? Okay. Come to a complete stop. Ready? Đây là ready. Yeah. Đây là cái cảm xúc mình thích nhất. Bài thi thích nhất. Go. Yeah. Full power. Full, full, full. Go, 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 go.
Yeah. Yeah. You like? I like. Okay, please buy. Yeah. Very nice. Good. Well done. Yeah. The braking was. You see, you brake hard, the car stable, no moving. Yeah. Very stable. Yeah. Stable. Good job. Okay, slow down. Let's go. Yeah. Vâng. We go out. Đánh sau con đen như thế. And then we park behind the black sedan. We park behind the A. Vừa rồi là mình vừa trải nghiệm lái thử qua 3 bài test của hai mẫu xe, đó chính là mẫu SA 2.0, mẫu A 2.0. Cảm nhận của mình thì nó gọi là tuyệt vời. Cảm giác khung xe rất là chắc chắn, tay lái rất là mượt, rất là nhẹ, và nó hoàn toàn rất linh hoạt. Không có cảm giác bị delay hay bị lag hay là bị gọi là độ trễ gì cả. Nó không hoàn toàn là đánh lái theo nào thì nó sẽ như thế, không bị có cảm giác gì quá nhiều. Trải nghiệm đạp xe, đạp tốc chân ga với một cái mã lực hơn 200 mã lực như thế rất nhanh, đạp ga rất sướng, và cái ổn định thân xe mình cảm thấy rất tốt khi mà mình phanh, xe vẫn đi một đường thẳng chứ không bị một cái gì đó rung lắc giật hay là bị đánh lái hay là vẫy đuôi cá gì cả. Trải nghiệm thử xe của VinFast đến đây của mình là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì bấm like, bấm subscribe cho Z Channel và bấm chuông để đón chờ các video mới nhất của mình. Video đến đây hết rồi. Bye bye.